Và chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học, và bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là ba kỹ năng cũng như ba tính cách mà nhà tuyển dụng luôn luôn tìm kiếm bạn. Và đó là kỹ năng nào ạ? Thứ nhất là kỹ năng giao tiếp. Và tại sao kỹ năng giao tiếp rất là quan trọng với công việc mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm? Như các bạn đã biết, kỹ năng giao tiếp luôn luôn là kỹ năng quan trọng. Khi mà nhà tuyển dụng tìm kiếm bạn, họ cần bạn có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc. Và kỹ năng giao tiếp rất nhiều phương tiện, cả về email, cả về giao tiếp bằng ngôn từ, bằng lời nói, và cả qua điện thoại. Họ cần những người có khả năng giao tiếp tốt, cả về ngôn ngữ cơ thể. Khả năng giao tiếp tốt sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, giúp bạn trao đổi với đồng nghiệp cũng như cái sếp của mình một cách rõ ràng và mạch lạc, và qua đó giúp bạn giải quyết được hơn những công việc mà bạn đã được giao phó. Và kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề, kỹ năng này luôn luôn rất là quan trọng và nhà tuyển dụng luôn luôn tìm kiếm bạn. Và tại sao kỹ năng giải quyết vấn đề này rất là quan trọng? Bởi vì sao? Bởi vì ngày nay công việc luôn luôn thay đổi, và nhà tuyển dụng mục đích họ tìm kiếm bạn chính là nhờ bạn giải quyết vấn đề mà công ty đang gặp phải. Vì thế kỹ năng giải quyết vấn đề luôn luôn quan trọng, và nhiệm vụ của bạn là bạn phải luôn luôn đối mặt cũng như tìm hiểu những vấn đề mới. Và khi nhà tuyển dụng họ nhờ bạn cũng như những sếp cũ, những sếp của bạn họ phân công giao phó cho bạn một công việc mới, một nhiệm vụ mới, nhiệm vụ của bạn là phải dám đối mặt với thử thách và giải quyết vấn đề đó một cách ngắn gọn, đơn giản và đúng thời hạn deadline mà nhà tuyển dụng yêu cầu bạn. Và kỹ năng thứ ba chính là khả năng ham học hỏi. Và tại sao kỹ năng ham học hỏi rất là quan trọng? Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới luôn luôn thay đổi, và chúng ta đang sống trong một thời đại công nghệ thông tin, thời đại số, nên mọi thứ luôn luôn thay đổi và dễ dàng thay đổi trong một thời gian rất ngắn. Vì thế nhiệm vụ của bạn là luôn luôn ham học hỏi, tìm kiếm những thông tin mới. Khi nhà tuyển dụng cũng như sếp của bạn giao cho bạn một nhiệm vụ mới thì chắc chắn nhiệm vụ của bạn là phải biết lên mạng cũng như sử dụng công nghệ thông tin để tìm hiểu những vấn đề đó và giải quyết vấn đề đó một cách ngắn gọn và đúng thời gian mà họ đã yêu cầu bạn. Và đó chính là ba kỹ năng chính để tạo nên sự khác biệt giữa bạn và ứng viên khác, và đó cũng là chính là ba kỹ năng mà nhà tuyển dụng luôn luôn tìm kiếm những ứng viên như bạn.